何々し終える、何々し上げ。三、三。食べ終えたら、ちゃんと宿題するのよ。Ăn xong thì con nhớ làm bài tập về nhà đi. Ăn xong thì con nhớ làm bài tập về nhà đi. 私はレポートを1日で書き上げた。Tôi đã viết xong báo cáo của tôi trong một ngày. Tôi đã viết xong báo cáo của tôi trong một ngày. ケーキが焼き上がりましたよ。Bánh đã nướng xong rồi. Bánh đã nướng xong rồi. 何々すれば、何々しなければよかったのに。Giá mà thì tốt nhỉ, giá như thì tốt biết mấy. Giá mà thì tốt nhỉ, giá như thì tốt biết mấy. 遅刻してしまった。もっと早く家を出ればよかった。Tôi đã bị trễ. Giá mà tôi ra khỏi nhà sớm hơn thì tốt rồi. Tôi đã bị trễ. Giá mà tôi ra khỏi nhà sớm hơn thì tốt rồi. An san ni anna koto o iwanakereba yokatta. Giá mà tôi đã không nói những lời như thế với anh An thì tốt. Giá mà tôi đã không nói những lời như thế với anh An thì tốt. 私、あなたになんか会わなければよかったのに。Giá như em chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy. Giá như em chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy. A するほどますます B だ。Càng A càng B. Càng A càng B. 彼のことを知れば知るほど好きになる。Càng hiểu về anh ấy thì lại càng thích hơn. Càng hiểu về anh ấy thì lại càng thích hơn. この本は読めば読むほど面白い。Quyển sách này càng đọc càng thấy thú vị. Quyển sách này càng đọc càng thấy thú vị. 寿司は魚が新鮮なら新鮮なほど美味しいです。Với món sushi thì cá càng tươi thì sushi càng ngon. Với món sushi thì cá càng tươi thì sushi càng ngon. A すれば B だったのに。Giá mà A thì B.Giá như A thì B, giá mà A thì B, giá như A thì B. 早く連絡してくればよかったのに。Giá mà bạn liên lạc sớm với chúng tôi thì tốt biết mấy. Giá mà bạn liên lạc sớm với chúng tôi thì tốt biết mấy. 頑張って、彼女に好きって言えばよかったのに。Giá tôi cố gắng thêm một chút nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy thì tốt biết mấy. Giá tôi cố gắng thêm một chút nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy thì tốt biết mấy. 昨日、もっと早く寝れば、朝起きられたのに。Giá như hôm qua tôi đi ngủ sớm chút thì sáng nay có thể tỉnh dậy rồi đấy.
Giá như hôm qua tôi đi ngủ sớm chút thì sáng nay có thể tỉnh dậy rồi đấy. A ばかりか B も。Không chỉ A mà cũng B. Không chỉ A mà cũng B. あの店は味が悪いばかりか店員の態度もひどい。Tiệm đó không chỉ vị giờ mà thái độ của nhân viên cũng tệ. Tiệm đó không chỉ vị giờ mà thái độ của nhân viên cũng tệ. 最近は男性ばかりか、女性もタバコを吸うようになった。Gần đây không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng hút thuốc lá. Gần đây không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng hút thuốc lá. 私は英語ばかりかまた、フランス語も読めません。Không chỉ có tiếng Anh mà tiếng Pháp tôi cũng không đọc được. Không chỉ có tiếng Anh mà tiếng Pháp tôi cũng không đọc được. 何々すべきだ。Nên. 約束は守るべきだ。Bạn nên tuân thủ lời hứa. Bạn nên tuân thủ lời hứa. 人の迷惑になることをすべきではない。Bạn không nên làm phiền người khác. Bạn không nên làm phiền người khác. 電車の中では、若者は年寄りに席を譲るべきです。Các bạn trẻ nên nhường ghế cho người già trên tàu. Các bạn trẻ nên nhường ghế cho người già trên tàu. 何々しちゃった。Làm, mất rồi. Làm, mất rồi. 一度起きたのに、二度寝しちゃった。Tôi thức dậy một lần nhưng ngủ quên lại mất rồi. Tôi thức dậy một lần nhưng ngủ quên lại mất rồi. 急いで来たから、家に財布を忘れてきちゃった。Vội đến nên tớ quên ví ở nhà mất rồi. Vội đến nên tớ quên ví ở nhà mất rồi. あなたが好きになっちゃった。Em lỡ thích anh mất rồi. Em lỡ thích anh mất rồi. 何々だけし。Chỉ, thôi. Chỉ, thôi. 今は君だけしか信じていない。Bây giờ anh chỉ tin tưởng mỗi mình em thôi. Bây giờ anh chỉ tin tưởng mỗi mình em thôi. このコンサートは会員だけしか入れません。Buổi hòa nhạc này chỉ hội viên mới vào được. Buổi hòa nhạc này chỉ hội viên mới vào được. 昨日、仕事が忙しくて、2時間だけしか寝られなかった。Ngày hôm qua công việc bận rộn quá nên tôi chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi.Ngày hôm qua công việc bận rộn quá nên tôi chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi. どんなに何々だとしても。Cho dù,
thế nào đi chăng nữa. Cho dù, thế nào đi chăng nữa. どんなに離れていても、あなたのことがずっと好きです。Cho dù có xa nhau thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em. Cho dù có xa nhau thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em. どんなに練習しても、全然うまくならない。Cho dù có luyện tập thế nào cũng không thể thuần thục được. Cho dù có luyện tập thế nào cũng không thể thuần thục được. どんなに頑張っても成功できません。Cho dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể thành công. Cho dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể thành công. 何々のふりをする。ざわ、ざわ。彼女は聞こえないふりをし。Cô ấy giả vờ không nghe thấy. Cô ấy giả vờ không nghe thấy. 犯人は客のふりをして店に入った。Tên tội phạm giả vờ là khách và bước vào tiệm. Tên tội phạm giả vờ là khách và bước vào tiệm. 彼はそのことについて知っているふりをしているが本当は知らないと思う。Tôi nghĩ anh ta giả vờ biết chuyện đó, nhưng thật ra anh ta không hề biết gì. Tôi nghĩ anh ta giả vờ biết chuyện đó, nhưng thật ra anh ta không hề biết gì. Nani nani si o eru, nani nani si age.Xong. Xong. 食べ終えたらちゃんと宿題するのよ。Ăn xong thì con nhớ làm bài tập về nhà đi. Ăn xong thì con nhớ làm bài tập về nhà đi. 私はレポートを一日で書き上げた。Tôi đã viết xong báo cáo của tôi trong một ngày. Tôi đã viết xong báo cáo của tôi trong một ngày. ケーキが焼き上がりましたよ。Bánh đã nướng xong rồi. Bánh đã nướng xong rồi. 何々すれば、何々しなければよかったのに。Giá mà thì tốt nhỉ, giá như thì tốt biết mấy. Giá mà thì tốt nhỉ, giá như thì tốt biết mấy. 遅刻してしまった。もっと早く家を出ればよかった。Tôi đã bị trễ. Giá mà tôi ra khỏi nhà sớm hơn thì tốt rồi. Tôi đã bị trễ.Giá mà tôi ra khỏi nhà sớm hơn thì tốt rồi. An さんにあんなことを言わなければよかった。Giá mà tôi đã không nói những lời như thế với anh An thì tốt. Giá mà tôi đã không nói những lời như thế với anh An thì tốt. 私、あなたになんか会わなければよかったのに。Giá như em chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy.
Giá như em chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy. A するほどますます B だ。Càng A càng B. Càng A càng B. 彼のことを知れば知るほど好きになる。Càng hiểu về anh ấy thì lại càng thích hơn. Càng hiểu về anh ấy thì lại càng thích hơn. この本は読めば読むほど面白い。Quyển sách này càng đọc càng thấy thú vị. Quyển sách này càng đọc càng thấy thú vị. 寿司は魚が新鮮なら新鮮なほど美味しいです。Với món sushi thì cá càng tươi thì sushi càng ngon. Với món sushi thì cá càng tươi thì sushi càng ngon. A すれば B だったのに。Giá mà A thì B. Giá như A thì B. Giá mà A thì B. Giá như A thì B. 早く連絡してくればよかったのに。Giá mà bạn liên lạc sớm với chúng tôi thì tốt biết mấy. Giá mà bạn liên lạc sớm với chúng tôi thì tốt biết mấy. 頑張って、彼女に好きって言えばよかったのに。Giá tôi cố gắng thêm một chút nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy thì tốt biết mấy. Giá tôi cố gắng thêm một chút nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy thì tốt biết mấy. 昨日、もっと早く寝れば朝起きられたのに。Giá như hôm qua tôi đi ngủ sớm chút thì sáng nay có thể tỉnh dậy rồi đấy. Giá như hôm qua tôi đi ngủ sớm chút thì sáng nay có thể tỉnh dậy rồi đấy. A ばかりか B も。Không chỉ A mà cũng B. Không chỉ A mà cũng B. あの店は味が悪いばかりか店員の態度もひどい。Tiệm đó không chỉ vị giờ mà thái độ của nhân viên cũng tệ. Tiệm đó không chỉ vị giờ mà thái độ của nhân viên cũng tệ. 最近は男性ばかりか、女性もタバコを吸うようになった。Gần đây không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng hút thuốc lá. Gần đây không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng hút thuốc lá. 私は英語ばかりかまた、フランス語も読めません。Không chỉ có tiếng Anh mà tiếng Pháp tôi cũng không đọc được. Không chỉ có tiếng Anh mà tiếng Pháp tôi cũng không đọc được. 何々すべきだ。Nên. 約束は守るべきだ。Bạn nên tuân thủ lời hứa. Bạn nên tuân thủ lời hứa. 人の迷惑になることをすべきではない。Bạn không nên làm phiền người khác. Bạn không nên làm phiền người khác. 電車の中では、若者は年寄りに席を譲るべきです。Các bạn trẻ nên nhường ghế cho người già trên tàu.
Các bạn trẻ nên nhường ghế cho người già trên tàu. 何々しちゃった? Làm mất rồi. 一度起きたのに二度寝しちゃった。 Tôi thức dậy một lần nhưng ngủ quên lại mất rồi. Vội đến nên tớ quên ví ở nhà mất rồi. あなたが好きになっちゃった。 Em lỡ thích anh mất rồi. 何々だけし。 Chỉ thôi. 今は君だけしか信じていない。 Bây giờ anh chỉ tin tưởng mỗi mình em thôi. このコンサートは会員だけしか入れません。 Buổi hòa nhạc này chỉ hội viên mới vào được. 昨日、仕事が忙しくて2時間だけしか寝られなかった。 Ngày hôm qua công việc bận rộn quá nên tôi chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi. どんなに何々だとしても。 Cho dù thế nào đi chăng nữa. どんなに離れていてもあなたのことがずっと好きです。 Cho dù có xa nhau thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em. どんなに練習しても全然うまくならない。 Cho dù có luyện tập thế nào cũng không thể thuần thục được. どんなに頑張っても成功できません。 Cho dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể thành công. 何々のふりをする。 Giả vờ. 彼女は聞こえないふりをし。 Cô ấy giả vờ không nghe thấy. 犯人は客のふりをして店に入っ。 Tên tội phạm giả vờ là khách và bước vào tiệm. 彼はそのことについて知っているふりをしているが本当は知らないと思う。 Tôi nghĩ anh ta giả vờ biết chuyện đó nhưng thật ra anh ta không hề biết gì. Tôi nghĩ anh ta giả vờ biết chuyện đó nhưng thật ra anh ta không hề biết gì.
何々し終える、何々し上げ。 xong 食べ終えたらちゃんと宿題するのよ。 Ăn xong thì con nhớ làm bài tập về nhà đi. Ăn xong thì con nhớ làm bài tập về nhà đi. 私はレポートを1日で書き上げた。 Tôi đã viết xong báo cáo của tôi trong một ngày. Tôi đã viết xong báo cáo của tôi trong một ngày. ケーキが焼き上がりましたよ。 Bánh đã nướng xong rồi. Bánh đã nướng xong rồi. 何々すれば、何々しなければよかったのに。 Giá mà thì tốt nhỉ, giá như thì tốt biết mấy. Giá mà thì tốt nhỉ, giá như thì tốt biết mấy. 遅刻してしまった。もっと早く 家を出ればよかった。 Tôi đã bị trễ. Giá mà tôi ra khỏi nhà sớm hơn thì tốt rồi. Tôi đã bị trễ. Giá mà tôi ra khỏi nhà sớm hơn thì tốt rồi. アンさんにあんなことを言わなければよかった。 Giá mà tôi đã không nói những lời như thế với anh An thì tốt. Giá mà tôi đã không nói những lời như thế với anh An thì tốt. 私、あなたになんか会わなければよかったのに。 Giá như em chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy. Giá như em chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy. A するほどますます B だ。 Càng A càng B. Càng A càng B. 彼のことを知れば知るほど好きになる。 Càng hiểu về anh ấy thì lại càng thích hơn. Càng hiểu về anh ấy thì lại càng thích hơn. この本は読めば読むほど面白い。 Quyển sách này càng đọc càng thấy thú vị. Quyển sách này càng đọc càng thấy thú vị. 寿司は魚が新鮮なら新鮮なほど美味しいです。 Với món sushi thì cá càng tươi thì sushi càng ngon. Với món sushi thì cá càng tươi thì sushi càng ngon. A すれば B だったのに。 Giá mà A thì B. Giá như A thì B. Giá mà A thì B. Giá như A thì B. 早く連絡してくればよかったのに。 Giá mà bạn liên lạc sớm với chúng tôi thì tốt biết mấy. Giá mà bạn liên lạc sớm với chúng tôi thì tốt biết mấy. 頑張って彼女に好きって言えばよかったのに。 Giá tôi cố gắng thêm một chút nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy thì tốt biết mấy. Giá tôi cố gắng thêm một chút nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy thì tốt biết mấy. 昨日、もっと早く寝れば朝起きられたのに。 Giá như hôm qua tôi đi ngủ sớm chút thì sáng nay có thể tỉnh dậy rồi đấy.
Giá như hôm qua tôi đi ngủ sớm chút thì sáng nay có thể tỉnh dậy rồi đấy. Ê ba cà ri cà, bì mộ. Không chỉ A mà cũng B. Không chỉ A mà cũng B. Ano mise wa, aji ga warui bakari ka teiin no taido mo hidoi. Tiệm đó không chỉ vị giờ mà thái độ của nhân viên cũng tệ. Tiệm đó không chỉ vị giờ mà thái độ của nhân viên cũng tệ. Saikin wa dansei bakari ka, josei mo tabako o suu you ni natta. Gần đây không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng hút thuốc lá. Gần đây không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng hút thuốc lá. 私は英語ばかりかまた、フランス語も読めません。Không chỉ có tiếng Anh mà tiếng Pháp tôi cũng không đọc được. Không chỉ có tiếng Anh mà tiếng Pháp tôi cũng không đọc được. 何々すべきだ。Nên. 約束は守るべきだ。Bạn nên tuân thủ lời hứa. Bạn nên tuân thủ lời hứa. 人の迷惑になることをすべきではない。Bạn không nên làm phiền người khác. Bạn không nên làm phiền người khác. 電車の中では、若者は年寄りに席を譲るべきです。Các bạn trẻ nên nhường ghế cho người già trên tàu. Các bạn trẻ nên nhường ghế cho người già trên tàu. 何々しちゃった。Làm, mất rồi. Làm, mất rồi. 一度起きたのに、二度寝しちゃった。Tôi thức dậy một lần nhưng ngủ quên lại mất rồi. Tôi thức dậy một lần nhưng ngủ quên lại mất rồi. 急いで来たから、家に財布を忘れてきちゃった。Vội đến nên tớ quên ví ở nhà mất rồi. Vội đến nên tớ quên ví ở nhà mất rồi. あなたが好きになっちゃった。Em lỡ thích anh mất rồi. Em lỡ thích anh mất rồi. 何々だけしか。Chỉ, thôi. Chỉ, thôi. 今は君だけしか信じていない。Bây giờ anh chỉ tin tưởng mỗi mình em thôi. Bây giờ anh chỉ tin tưởng mỗi mình em thôi. このコンサートは会員だけしか入れません。Buổi hòa nhạc này chỉ hội viên mới vào được. Buổi hòa nhạc này chỉ hội viên mới vào được. 昨日、仕事が忙しくて、2時間だけしか寝られなかった。Ngày hôm qua công việc bận rộn quá nên tôi chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi.Ngày hôm qua công việc bận rộn quá nên tôi chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi. どんなに何々だとしても。Cho dù,
thế nào đi chăng nữa. Cho dù, thế nào đi chăng nữa. どんなに離れていても, あなたのことがずっと好きです. Cho dù có xa nhau thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em. Cho dù có xa nhau thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em. どんなに練習しても全然上手くならない. Cho dù có luyện tập thế nào cũng không thể thuần thục được. Cho dù có luyện tập thế nào cũng không thể thuần thục được. どんなに頑張っても成功できません. Cho dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể thành công. Cho dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể thành công. 何々のふりをする. Giả vờ. Giả vờ. 彼女は聞こえないふりをし. Cô ấy giả vờ không nghe thấy. Cô ấy giả vờ không nghe thấy. 犯人は客のふりをして店に入っ. Tên tội phạm giả vờ là khách và bước vào tiệm. Tên tội phạm giả vờ là khách và bước vào tiệm. 彼はそのことについて知っているふりをしているが本当は知らないと思う. Tôi nghĩ anh ta giả vờ biết chuyện đó nhưng thật ra anh ta không hề biết gì. Tôi nghĩ anh ta giả vờ biết chuyện đó nhưng thật ra anh ta không hề biết gì.